Kỳ nghỉ lễ dài hạn sắp tới rồi anh em ơi, 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì anh em đi về quê hay đi chơi bằng con xe nào? Xe ga hay xe số? Thì 5 điều lưu ý để chăm sóc con xe mình có chuyến đi an toàn hơn và ngon hơn, đặc biệt là thứ năm anh em cùng theo dõi nha. Đầu tiên là muốn xe lăn bánh thì phải có bộ truyền động anh em. Bộ truyền động của xe ga là bộ nồi. Vậy thì vệ sinh bảo dưỡng là bộ nồi tốn 100k. Còn nhôm sinh dĩa của xe số cũng là bộ truyền động, như vệ sinh bảo dưỡng lại hệ thống xe bánh đều có sẵn. Tuy nhiên thì nếu bộ nồi của xe tay ga mà mình tháo ra bảo dưỡng vệ sinh có những chi tiết xuống cấp cần phải thay thế để đảm bảo chuyến đi của mình ngon lành hơn. Ví dụ như bi nồi, dây cơ ro, hai trượt nồi trước, hay một số linh kiện nữa, thì giá thành của nó thay thế chỉ tầm khoảng 100 mấy chục k đến 40 mấy chục k tùy theo bộ phận. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn thì phải bảo dưỡng và kiểm tra mới biết được anh em ha. Còn nhôm sinh dĩa xe số thì sao? Nếu như mà xuống cấp thì chỉ có thay đồng bộ nhôm sên và dĩa mới hoạt động êm mượt và mượt mà được, đúng không anh em? Và nếu mà thay nguyên bộ dành cho xe số tùy theo xe, giá thành của nó hiện thời tầm khoảng 40 mấy chục k. Vậy thì cái nào nhẹ tiền hơn? Nồi tay ga thì bên mình chỉ có những cái nồi zin chính hãng để giúp con xe anh em đi bền và êm và mượt hơn. Còn nhôm sinh dĩa xe số thì mình có rất nhiều thương hiệu, Resto nè, DAD nè, X1R nè và nhiều thương hiệu như RK nữa, giá thành đa dạng, anh em dễ dàng lựa chọn cho con xe số của mình. Còn về an toàn thì chắc chắn là phải nói tới bố thắng. Nếu mà trong thời kỳ mình chuẩn bị đi chơi lễ không kiểm tra bố thắng, lỡ như nó mòn, nó chai, nó cứng, nó xước, nó sọc, thì lúc đó mình không thay sẽ rất là nhiều vấn đề xảy ra. Ví dụ đường dài mình thắng không ăn, mình thắng bó thắng thì có phải là rất nguy hiểm không? Cho nên bố thắng mình cần kiểm tra và thay lại. Và giá thành hiện thời mình thay cho bố thắng đĩa hoặc bố thắng đồng chỉ tầm khoảng 80k đến 100 mấy chục k cho các đời xe ga xe số luôn anh em. Zin có, Honda có, Jason Boy có, cứ lựa thoải mái anh em ha. Và điều thứ ba nữa để đảm bảo an toàn chuyến đi và hành trình của mình đi được mượt mà hơn thì không thể nào không nói đến cặp giỏ được anh em. Kiểm tra cặp giỏ của mình xem nó có phù, có rạn, có nứt hay là bị đảo hay không để kịp thời thay thế để chuyến đi mình ngon hơn. Thì trên kệ vỏ của mình rất nhiều thương hiệu từ bình dân đến cao cấp, Maxxis, Michelin, Pirelli, Denny hay là Dunlop, rất là nhiều để anh em có thể dễ dàng lựa chọn ốp lên con xe của mình để thay vào cặp vỏ mới đi an toàn hơn cho chuyến đi ha. Nhưng mà thà là anh em chọn cái giá bình dân nhưng mà luôn có sự đảm bảo an toàn, bám đường, mượt mà, chứ đừng để vỏ mình phù rạn nứt mà đi đường dài, lỡ đường dài, đường nóng, đường sỏi đá nó có vấn đề xảy ra thì có phải chuyến đi mình không lành không? Giá thành thì đa dạng, tầm khoảng một củ hơn là đã có ngay một cặp vỏ cho mình rồi. Còn về vấn đề đi đêm thì sao? Chuyến đi mình quá dài thì chắc gì đảm bảo anh em không tranh thủ vừa mới hết việc tan ca xong là anh em tranh thủ đi về quê mình liền hoặc đi chơi liền. Thì trong màn đêm đó để có sự an toàn thì không thể nào mà không kể đến vấn đề ánh sáng được. Với bộ đèn Z-Buck dành cho nhiều loại xe từ Vision, Way, WayRS, Future hay là Accenter đều có sẵn trên kệ đồ chơi của tổ số 2 bánh mình để giúp anh em nâng cấp ánh sáng và có chuyến đi về quê hoặc đi chơi nó an toàn hơn rất nhiều. Còn về cái vụ mà ổn định điện, ổn định đèn thì hoàn toàn an tâm về chính hãng Z-Buck bảo hành 12 tháng ở tất cả hệ thống số 2 bánh giúp anh em trải nghiệm cái đèn cực kỳ tuyệt vời hơn. Vậy thì rõ ràng xe ga, xe số tại hệ thống số 2 bánh mình đều có sẵn đèn Z-Buck để update lên con xe của mình, vừa đẹp nè, vừa tăng ánh sáng an toàn đi đêm nè, và vừa thanh lịch mà vừa làm điểm nhấn của xe mình nữa không? Giá thành thì tầm khoảng 1 củ mấy tới tầm khoảng 1 củ rưỡi, 1 củ 6 là có cho xe mình rồi. Vision có, Nit có, Ed có, anh em nào cần tư vấn đừng ngần ngại đến trực tiếp shop hoặc là để bên cửa hàng mình tư vấn ha. Cái vấn đề thứ năm mà Nhật nhấn mạnh là vấn đề cực kỳ quan trọng mà Nhật khuyên anh em là không nên quên và đừng có quên trước chuyến đi của mình và đừng có tiết kiệm. Ví dụ như anh em đi về quê một chuyến tầm khoảng 100 km hoặc là trên 100 km, hai bận đi về là có phải là 200 mấy km, thì anh em tiết kiệm tầm khoảng 500-700 km nữa mới đến kỳ thay nhớt, thì Nhật khuyên mình nên thay luôn đi để động cơ mình nó mượt, nó êm và bảo vệ chi tiết trong máy móc mình nó tuyệt vời, nó êm, nó mượt, và chắc chắn là con xe mình nó êm mượt thì không thể nào mà hao xăng được, đúng không em? Với nhớ cái dòng xe số thì thí dụ như các dòng xe 0.8 nè, 1 lít nè, lít 1, lít 2, lít 3 và tính luôn lọc nhớt, tùy theo nhu cầu sử dụng của anh em là êm hay bốc thì bán hàng mình sẽ tư vấn trên kệ nhớt đầy đủ các thương hiệu như là Repsol, Motul, Liwi, Shell hay là Amsoil để phù hợp với nhu cầu đi chuyến đi dài sắp tới của anh em. Đó, thì giá thành nó sẽ nằm tầm khoảng
110 mấy, 120 mấy tới khoảng 300-400k tùy theo loại nhớt mà anh em lựa chọn để có cảm giác đi con xe mình sướng hơn. Dành cho số và nhớ đến kỳ thì cũng nên thay lọc nhớt ha, lọc nhớt dành cho ẹt hoặc lọc nhớt dành cho Sirius hoặc là nhớt dành cho một số dòng xe phân khối lớn thay để tốt hơn trong chuyến đi dài. Vậy thì còn xe ga thì sao? Xe ga thì anh em chỉ cần thay nhớt máy, nhưng mà thay luôn nhớt hộp số. Nhớ hộp số tầm khoảng 4-5 ngàn km anh em thay lại, chỉ tầm khoảng 45k cho Motul ha, và 145k cho Louis Quy hoặc là của có dòng Mobil nữa, thì giúp cho động cơ chúng ta nhớt máy mới đi ngon, êm, mượt hay là mát, bốc tùy theo nhu cầu sử dụng. Còn nhớt hộp số thì giúp cho cái hộp số chúng ta đi nó êm hơn, bảo vệ hộp số, tránh tình trạng hú hay là gào cái hộp số mình, lại tốn chi phí thay thế. Nôm la là 5 vấn đề để anh em có thể tự kiểm tra con xe mình ở nhà hoặc là mang trực tiếp đến hệ thống sửa bánh. Nhân viên mình chỉ cần anh em thay nhớt thôi, nhân viên mình sẽ kiểm tra giùm anh em là vỏ đi được hay không, nhân viên dễ đi được hay không, hay nước mát còn hay không cũng là một vấn đề. Nhật quên nói nước mát ha, nước mát cũng nên kiểm tra, nếu hụt thì mình nên thay mới hoặc là châm mới để đảm bảo động cơ mình lưu được dư nhiệt tốt hơn đó. Hoặc là nhân viên dễ cần tăng hay không, hay là bộ nồi có cần kiểm tra vệ sinh hay thay thế hay không. Vậy thì nếu tóm gọn lại, anh em nào đi 5-7 ngàn rồi chưa bảo dưỡng, Nhật khuyên anh em nên áp dụng luôn gói bảo dưỡng tại hệ thống sửa bánh mình. Vậy thì gói bảo dưỡng sẽ gồm những gì và lợi ích gì cho anh em? 11 bước hay là 15 bước đều đảm bảo ra con xe anh em có chuyến đi lại sắp tới ngọt ngào, mượt mà và tiết kiệm hơn. Với 11 bước nha, thì mình sẽ có là kiểm tra nồi, vệ sinh nhân viên dĩa, rồi vệ sinh chim phun, kiểm tra bu ri, nước mát, lọc gió, vỏ trước sau, phuộc trước sau, thắng trước sau và đèn cho anh em thì có phải là đảm bảo vấn đề an toàn cho chuyến đi sắp tới hay không. Còn nâng cao hơn nữa, nếu mà xe chúng ta đi lâu quá tới tận 10 mấy ngàn km rồi chưa bảo dưỡng thì áp dụng hẳn luôn gói 15 bước giảm giá thứ hai thứ sáu luôn. Cái nào cũng có giảm giá để ưu đãi cho anh em đi về quê ngon hơn, là mình sẽ có thêm hàng vệ sinh hỏng xăng nè, vệ sinh luôn dây thắng, dây ga, dây con để đảm bảo đi mượt mà hơn. Anh em là cần biết chi tiết đừng ngại comment ở dưới, mình sẽ có một phần chăm sóc anh em biết từng chi tiết con xe mình cần làm gì để đảm bảo cái mùa lễ đi chơi ngon hơn. Ví dụ những cái hạng mục mà Nhật đưa ra mà anh em nào có góp ý hơn thêm nữa đúng không, thì đừng ngần ngại góp ý để giúp Nhật có thêm chút xíu kiến thức, hoặc là anh em xem clip có thêm kiến thức để kiểm tra con xe mình đi ngon lành hơn trong cái dịp lễ sắp tới đúng không nè, cùng chung sức để làm con xe mình ngon hơn mà. Còn nếu anh em đã kiểm tra xong hết rồi, cảm giác con xe mình ok rồi mà cũng đã đến kỳ thay nhớt rồi, thì đừng ngần ngại vào thay nhớt và nhờ bộ phận kỹ thuật của mình ha. Kiểm tra em ơi, sao ga anh hơi nặng, em ơi sao thắng anh hơi kêu, em ơi sao đèn anh chập chờn, thì sẵn đó thợ mình sẽ tiện thể và kiểm tra có thể khắc phục tại chỗ để đỡ mất thời gian và chi phí đi lại của anh em nữa. Bởi vì sếp Nhật thì hay nói rằng á, không quan trọng là hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền, mà quan trọng là phục vụ anh em hài lòng và quay lại thường xuyên với số bánh, như vậy là bên số bánh vui ha. Cảm ơn anh, xin chào lại anh em, bye bye.